chào các bạn. Rất vui hôm nay họ Trầm Hobita chúng tôi có điều kiện về Hải Hậu, chỗ thị trấn Yên Định của Hải Hậu. Đây là nhà văn hóa của huyện. Thì ở đây là anh em đang công tác chuẩn bị để triển lãm của câu lạc bộ 30 tháng 4 Hải Hậu. Triển lãm được diễn ra vào ngày sáng ngày 28 tháng 4 sẽ khai mạc các bạn nhé, 9 giờ sáng sẽ bắt đầu khai mạc. Thì cây anh em đã chuyển về đây cũng khá nhiều rồi, mới bắt đầu nhận cây từ ngày hôm qua. Thế nhưng mà các bạn nhìn này, cả cái khuôn viên khá là ấm rồi. Thế còn là bên phía ngoài thì các gian hàng chợ là đã chuyển đến đầy đủ rồi, 6-70 gian hàng này, bao quanh cái các cái vỉa hè của khu nhà văn hóa này. Đó. Thế thì cũng có một số cây rất đẹp đã chuyển đến đây rồi, và tôi sẽ quay review chi tiết một số tác phẩm dần dần cho các bạn. Đây là tác phẩm có tên Xanh Cổ của anh Nguyễn Viết Lý Chiến ở Xuân Dục, Xuân Ninh, số điện thoại là 0918 523 405. Tác phẩm này cỡ đại các bạn, dáng trực hoành. Thực ra cái vùng hoành thì có thể là coi là một cái vùng vùng thân được, chứ không đơn thuần là vùng vai, bởi vì là cái chân bệ của cái trực dày lên khá cao. Cây để già này các bạn, già đây, vùng chân bệ bệt bệt bệt. Đây các bạn nhìn bệ dễ đẹp không? Đều đẹp đúng không? Cái vùng cổ của thân trực là anh em mới cắt làm lại tiếp thân và làm lại cổ phúc. Đây là cái vùng thân hoành mà các bạn nhìn từ mặt trước. Ở triển lãm này thì ngoài cái cây của các anh em nhà vườn ở trong câu lạc bộ thì sẽ có các nhà vườn khách mời. Các nhà vườn khách mời thì chắc là khả năng phải ngày mai kia mới chuyển đến được. Và tôi nghĩ khả năng là nhiều anh em sẽ chuyển vào ngày kia, vào hôm 27 để 28 ở đây dự triển lãm luôn, dự khai mạc luôn. Bông của tác phẩm này thì anh em làm là bông tản vân. Các bạn đi triển lãm ở cấp huyện như này thì sẽ có rất nhiều cây mới, bởi vì là nhiều khi là những cây này là những triển lãm to anh em không mang đi. Thế nhưng mà cây cũng rất chất đấy các bạn. Cây rất chất luôn. Nhiều khi có thể cái tầm ảnh hưởng của nhà vườn của anh em nó chưa đủ lớn để ra các sân chơi lớn, nhưng thực tế là cái chất lượng cây cũng rất tốt đấy, chứ không phải là chất lượng cây kém đâu các bạn nhé. Chẳng qua là cái điều kiện giao lưu của anh em nhiều khi là người ta ít có điều kiện giao lưu thôi. Thế nhưng mà nếu mà các bạn về những triển lãm như này thì các bạn sẽ có khả năng tìm được những tác phẩm hoặc những cốt phôi ưng ý mà giá rất hợp lý luôn. Các cái gian hàng thương mại của anh em các nhà vườn ấy đăng ký cực kỳ nhiều. Thấy bên ban tổ chức nói chuyện là cái số lượng đăng ký gấp đôi, thế nhưng mà cái mặt bằng không có là chịu. Bởi vì cái vỉa hè của xung quanh của nhà văn hóa cũng không được rộng và không được nhiều lắm. Đây được có một bên.
Thế đâm ra là cái số lượng các cái gian hàng thương mại không được nhiều. Chứ nếu mà cái mặt bằng mà rộng rãi thoải mái thì tôi nghĩ là cái số lượng mà các nhà vườn đến nhận lốt các cái khu thương mại có khi phải đến mấy trăm nhà vườn, nhiều lắm. Tôi ước lượng là số lượng nhà vườn mà anh em tập kết vào đây đã rơi vào đến 70-80 nhà vườn rồi. Mà vẫn còn đến hơn một nửa các nhà vườn vẫn tiếp tục đăng ký, đã đăng ký rồi đấy và vẫn còn đang tiếp tục đăng ký, nhưng mà ban tổ chức bắt buộc từ chối rồi, không thể nới quá rộng được, mặt bằng không có, các bạn cũng phải thông cảm. Thế nên là đợt này anh em các cái nhà vườn lớn rồi các anh em yêu cây về với triển lãm 30 tháng 4 của Hải Hậu này, thì tôi nghĩ là chắc chắn anh em sẽ tìm được các cái tác phẩm của các portfolio như ý để giao lưu. Tôi thấy hay đấy. Một cái triển lãm của cấp câu lạc bộ của một huyện thôi, nhưng mà rất hoành tráng. Đó. Thì sau 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, chúng tôi vẫn ở đây, thì sau cái đợt triển lãm là mùng 6 thì tôi về Hà Nội giải quyết công việc mấy ngày, xong rồi thì là sẽ công bố và chính thức đi vào hoạt động cái nhóm tư vấn về kỹ thuật của kênh. Nhóm này sẽ có nhiệm vụ là hỗ trợ lên các phương án khả thi để biến các cái portfolio của các bạn thành các cái tác phẩm cây trời trưởng trong tương lai. Nếu các bạn có các cái portfolio mà các bạn đánh giá là giá trị cao thì các bạn có thể gửi cho chúng tôi hình ảnh cũng như clip ngắn quay xung quanh. Thế sau đó thì là chúng tôi sẽ xem nếu mà có khả năng mà biến được thành các tác phẩm giá trị cao trong tương lai thì chúng tôi sẽ chủ động mời các bạn lên trên vườn ở Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội, và chúng ta sẽ phù hợp với nhau. Chúng ta sẽ lên phương án, chúng tôi sẽ lên phương án cho các bạn và về các bạn cứ tiếp triển khai. Và cái quá trình này sẽ đồng hành suốt cái quá trình để các bạn làm cây nhé, đến khi hoàn thiện hoặc là các bạn chủ động được rồi. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong các clip sau. Xin chào.